Hello, xin chào toàn thể quý khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nha. Trong chương trình ngày hôm nay thì DVH Audio xin giới thiệu tới toàn thể quý khán giả thân mến một cái mẫu cục đẩy khá là quen thuộc bên DVH Audio thì đang phân phối model là Asli B1004. Thì anh em của nó trước thì cái con này mã nó là A41000A41000, ba số 0 đằng sau thì con này là B1004. Thì thực ra là cái phiên bản mới thì bên hãng họ thiết kế, họ vẽ lại cái lưới tản nhiệt này và họ vẽ lại cái nhôm ở cái mặt trước loa, à ở mặt trước của cái chiếc cục đẩy này, xin lỗi các bác, lại lúc nào cũng loa. Họ vẽ lại cái mặt của nó lại một chút xíu thôi, chứ còn về nội thất của máy thì vẫn như nhau các bác nhé. Nội thất của máy thì vẫn như nhau, và ở trong các clip trước, ở trong các cái bộ dàn mini mà các bác xem DVS mà có lên dàn ấy thì hay sử dụng cái chiếc cục đẩy này A41000, hoặc là gần đây một số video gần đây thì cũng đã ghép cái chiếc cục đẩy này vào rồi, tại vì model mới mà 2022. Thì cái chiếc cục đẩy này với cấu hình là 4 kênh x 1000W các bác nhá, thì có thể chơi tốt cho mấy cái quả loa live array như kia kìa. Ví dụ các bác có ánh 4 quả live array bát 40 như kia là chơi tốt được luôn, hoặc là 6 quả bát 30 cũng chơi được. Hoặc là như các cái dàn mini mà vừa rồi DVH có bán ấy, thì có thể oánh tốt được trong 2 quả súp đơn bát 50 côn 100 này, và 2 quả full đôi côn 76 các bác nhé. Full đôi côn 76 ví dụ như kia kìa. Phía dưới là súp côn 100 là một oánh bằng một kênh. Một kênh thì đánh full đôi côn 76 là cũng có thể chơi được ok luôn. Đấy, và các bác mà hay theo dõi clip của DVH thì chắc chắn là không lạ lẫm gì cái chiếc cục đẩy này nữa rồi. Nói chung là đã ghép vào rất là nhiều các cái dàn rồi. Và ở đây DVH đã tháo nắp máy ra cho các bác có thể nhìn thấy này. Ngay từ gánh mắt đầu tiên thì các bác có thể thấy là một cục nguồn xuyến nó rất là bự. Cái này mình phải xòe hết găng của mình ra. Cái cục nguồn này của nó chắc nó rơi vào khoảng 21 phân các bác nhá, găng mình khá là to. Đấy, cái cục nguồn này của nó rất là to, và các bác có thể nhìn thấy này, hai bên này, cái mạch công suất hai bên này nó sát vào cái cục nguồn luôn, gần như là không còn đất nào, không còn cái diện tích nào ở bên trong để có thể nhồi nhét được thêm cái gì nữa. Nói chung là nhà sản xuất thì tối ưu hết rồi. Hai cái mạch công suất mỗi một vỉ này là có hai mạch các bác nhá, tức là hai vỉ hai bên là sẽ có bốn mạch công suất tương ứng cho 4 kênh, 1, 2, 3, 4 này. Và các bác có thể nhìn thấy này, tụ nguồn này, tụ màu cam này, và đặc biệt là dung lượng tụ là cực kỳ cao nhá. Các cái dòng đẩy mà công suất lớn thì không bao giờ có cái chuyện mà tụ mà dung lượng thấp được. Các bác có thể nhìn thấy này, dung lượng cực kỳ cao này, 18.000 mi. Với các cái dòng đẩy bình thường, kể cả đẩy bãi, các cái dòng đẩy bãi mình bán qua rất là nhiều rồi, bình thường tụ nó chỉ rơi vào tầm 10.000 đến 15.000 mi. 15.000 mi là cao lắm rồi, nhưng mà con này thì ngoại cỡ luôn. Con này lên đến 18.000 mi, 80V, rất là nhiều tụ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tụ liền. Đấy, rất là khỏe, nó tương ứng với cả cái công suất của máy các bác nhá. Không bao giờ có cái chuyện mà máy mà công suất lớn mà cái dàn tụ ở trong nó lại sơ sài được các bác, tại vì công suất rất là lớn mà. Cái dây nguồn của nó rất là to này, 4 kênh x 1000W, các bác có thể nhìn thấy cái dây nguồn này. Đây này, so cái dây nguồn với cả cái ngón tay út của mình, dây này của nó rất là to. Đấy. Đấy, cái này dây này không biết là dây bao nhiêu ly nữa, nhưng nói chung là cái dây này của nó rất là chắc chắn. Cái này nó ghi là 3G 2mm vuông, 3 lõi, mỗi lõi 2 ly thì các bạn. Đấy, dây nguồn rất là chắc chắn này. Và có một cái điểm nữa mà mình vẫn muốn nhấn mạnh ở trên cái chiếc cục đẩy này thì đó chính là nó sử dụng toàn bộ là sò san ken nhé. Đây, mình phải quay ở cái góc độ này thì tại vì con sò nó bóng. Đây, sò mới các bác có thể nhìn thấy này, chân sò này rất là bóng luôn, rất là bóng và nét căng luôn. Hàng hãng bao giờ cũng vậy, thì họ thiết kế này rất là thẳng hàng thẳng lối, chứ nó không bị cái chìa ra cái chìa vào như là các cái hàng chợ các bác nhé. Và sò thì toàn bộ là sử dụng sò san ken, cặp sò là MP1526 với cả một bên là MN đây nhá. Cặp sò bên này là một cặp sò thuận này, và một cặp sò nghịch là MN, cặp sò nghịch là MN1526, một cái là MP, một cái là MN các bác nhé. Và sò thì không phải là đếm mỗi ở mặt trên này đâu, mỗi một cái vỉ này thì nó sẽ có hai mặt, một mặt trên và một mặt dưới. Các bác có thể nhìn thấy cái dàn điện trở này, phía dưới kia nó cũng có cái dàn điện trở nữa này. Đấy, tức là sò nó cả mặt trên và cả mặt dưới các bác nhé. Đây, bên này cũng vậy, sò thì rất là nhiều, nếu mà đếm sò thì chắc là mỏi tay hoa mắt luôn. Bây giờ chúng ta thử đếm một kênh thôi là nó sẽ ra cả 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sò một mặt, 2 mặt là 16 sò. Đây nhá, cả mặt trên này và cả mặt dưới này, các bác có thể nhìn thấy không? Trên 8 con thì dưới nó cũng 8 con là 16 sò. Và 16 mà nhân với 4 thì nó sẽ ra là bao nhiêu nhỉ? Ra
64 sò, đây là sò công suất rồi nhé, chưa kể bù áp. Nhiều người không biết đếm cả mấy cái con bù áp này vào, nhưng mà thực ra mấy cái con bù áp này là tác dụng nó khác, tác dụng là để nó bù công suất nhé, chứ nó không phải là khuếch đại tín hiệu âm thanh. 64 sò liền, đấy, rất là khỏe. Đấy, các bác nào mà thích các cái dòng máy mà class hát, chất âm sạch sẽ, mà khỏe mạnh, bền bỉ thì đây là một cái sự lựa chọn khá là ok này. Và với cái công suất như này thì DVH đã ghép cho rất là nhiều bác là có thể oánh vô tư luôn, oánh vô tư luôn. Hai kênh các bác cứ oánh hai quả súp đơn, súp đơn cùng 100 thôi nhé, không oánh vào súp kép đâu. Đừng có dí vào súp kép làm gì cả, cho nó mất thời gian của các bác ra. Và cũng mệt người cho cái mệt cho người bán là phải đi bảo hành, tại vì oánh quá công suất thì nó độ bền máy nó sẽ giảm các bác nhé. Thì với cái công suất của con máy này các bác cứ oánh 4 quả Lyrae bass 40 kêu oánh vô tư, hoặc là mấy cái loại Lyrae bass 30 một côn 76 thì nó oánh 6 quả oánh vô tư, hoặc là cứ một kênh các bác oánh một quả súp đơn này, một kênh oánh một quả phun đôi, nhưng mà là phun đôi côn 76 nhé, thì sẽ oánh ok luôn. Đấy, DVH này đã ghép cho rất nhiều bác vào các cái bộ dàn nhỏ nhỏ mini rồi. Nói chung là mình bán hàng thì có sao mình nói vậy thôi, tại vì không thể nào mà mình bảo một cái con đẩy yếu xong mình bảo các bác đánh thật nhiều loa lên, thế như vậy là gần như là tự sát luôn. Tại vì nếu mà cái công suất của nó mà không đủ, công suất của nó mà không đạt được ấy, mà về mà các bác đánh nhiều loa như thế thì không khác gì là mình gọi là mình tự đốt đồ của mình nhỉ. Và sau đó thì ăn mới đi bảo hành cho các bác thì mệt chết các bác. Nên là đây là công suất nó thực tế nó chơi được như thế, nên là DVH khuyến cáo các bác sử dụng như thế thôi, chứ cũng không nên là gọi là mình cố quá, mình đánh thật nhiều loa và mình đánh loa công suất thật lớn mà xong đến lúc nó chết, nó cháy, nó hỏng thì đi bảo hành nó rất là mệt người các bác nhé. Tốt nhất là mình sử dụng vừa phải với cả cái công suất thực tế của máy, và tốt nhất là nên theo cái khuyến nghị của người bán, tại vì người bán là người sẽ trực tiếp sẽ bảo hành cho các bác mà. Đấy, cũng như em cũng vậy thôi, em bán hàng cho các bác thì em bảo các bác đánh được cái loa này thì về các bác cứ đánh cái loa này cho em thoải mái, không vấn đề gì cả. Còn khi có vấn đề gì thì DVH sẽ đứng ra sẽ bảo hành cho các bác. Và cái này thì là hàng hãng là bên hãng thì họ bảo hành cho chúng ta 2 năm, nên là rất là an tâm trong quá trình sử dụng các bác nhé. Bảo hành 2 năm và giá thì cực kỳ tốt. Đây, hàng mới tinh luôn, full bốc như này. DVH vừa mới bóc ra, vừa mới bóc máy ra để quay video cho các bác xem. Đấy, hàng thì mới tinh luôn, hàng mới tinh từ nhà máy luôn, chưa có một hạt bụi nào luôn. Đấy, vừa mới bóc ra, các bác có thể thấy rất là đẹp. Đấy, con này thì nó là máy class H, các bác biết rồi, class H thì rất là bền bỉ và chất âm thì nó khá là sạch sẽ, sáng tiếng nhá, rất là sáng. Cái này thì có rất là nhiều cái clip test rồi, các bác tham khảo lại giúp DVH thì xem lại các cái clip cũ, rồi các clip gần đây mà DVH có đăng ấy, rất nhiều clip là đã có cái chiếc cục đẩy này rồi. Con này hoặc là cái con mà A41000 các bác nhá, thì chính là nó luôn, không khác gì cả, nó chỉ vẽ lại mỗi cái mặt thôi, còn đồ ruột máy vẫn là nó, đấy, vẫn như này các bác nhá. Ok, thì quý khán giả quan tâm và có nhu cầu thì vui lòng nhấc máy và lôi trực tiếp cho DVH để được tư vấn và đặt hàng nhé. Cái này thì bên DVH thì sẽ ship hàng toàn quốc các bác nhá. Đấy, máy nét căng luôn, chân sò, chân linh kiện quá đẹp luôn, rất là nét. Đấy, sẽ ship hàng toàn quốc, các bác mua hàng thì đặt cọc trước một ít thì sẽ ship COD theo đường Viettel hoặc bưu điện, thì đến nơi các bác nhận hàng và thanh toán nốt các bác nhé. Hộp của nó thì nó đã có một cái lớp xốp rất là dày như này rồi, đây này, cái xốp này của nó dày kinh khủng luôn, nhưng mà mình đóng hàng thì mình cẩn thận, mình vẫn sẽ đóng thêm xốp ra 4 góc nữa để đảm bảo cho các bác là nhận hàng tới tay là nó còn nguyên vẹn và nó ok nhất các bác nhé. Đấy, bảo hành 2 năm. Đấy, quý khán giả quan tâm thì nhấc máy và alo nhé. Ok, clip này đi nhé, xin phép dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến trong những chương trình lần sau nhé. Chúc các bác nghe nhạc vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến ạ.